trung tâm nghiên cứu và phát triển giống hoa hồng cổ và trà mây xin mến chào đến tất cả mọi người. Hôm nay cái cây thoát thân, cây đa bạch nó đã to như vậy rồi thì mình tiện này mình quay cho các bạn xem cho vui. Đang có đủ lâu rồi mình cũng không có làm video về cây trà mây, do bận nhiều việc quá mình không có thời gian. Nhưng hôm nay sẵn ra thêm đất cho cây trà mây này thì tiện mình quay cho các bạn tham khảo coi chơi cho vui. Sắp có hoa lại rồi, cây này cây trà bạch nụ rất là nhiều. Mấy cái này tuy nó nhỏ thôi nhưng mà có điều là nó có thế, nó thế các bạn cũng đẹp. Các bạn xem video nhớ cho mình xin một like, một cái đăng ký kênh nha các bạn, để số lượng nhiều người đăng ký mình có động lực mình quay nhiều cái cây cho các bạn xem. Nói chung là toàn cây trà mây thôi, về nhà mình toàn cây trà mây không à. Tác phẩm này thì nó nói chung lại cũng lâu lắm rồi, nhưng có điều do cái cây nó lâu lớn rồi. Bây giờ mình quay cho các bạn coi ngay chỗ cái góc này, nó ăn tiền nhau ở chỗ là cái thế này nó đẹp nè các bạn. Đây các bạn, nó ăn tiền nhau chỗ này nó đẹp. Mình làm cái thoát thân nhưng làm theo cái kiểu bonsai nữa. Bây giờ chứ sắp ra hoa rất là nhiều, vào mùa nó đang có hoa. Video của mình chỉ có quay cây này đứng ngang đây thôi các bạn, để mình quay cây khác rồi mình sẽ gửi tiếp cho các bạn xem. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều.